Bà Phan Thị Mì, năm nay 86 tuổi rồi. Bà cụ chuyển từ Phú Yên vào miền Nam sinh sống. Sau khi chồng mất, bà kiên trường một mình nuôi con trốn phồn hoa đô thị Sài Gòn. Tính đến nay cũng được 40 mấy năm rồi. Bà đây là 86 tuổi. Còn họ thì họ Phan Thị Mì. Nhưng mà quê của ngoại là người Phú Yên. Vô đây nữa thì nhà 40 mấy năm bà đi mấy chí nghiệp á. Giờ bị già có con rồi, giờ con có thằng con. Rồi nó giờ nó về nó có vợ thì lẽ dĩ nhiên rồi. Nó không phải cầm vợ nó. Đối với mình bây giờ người bạn già có một mình. Chồng bị chết nhà 40 mấy năm. Nhà nhà quê ở trong này vậy. Đi làm đấy mà. Giờ mấy chí nghiệp á. Rồi có thằng con hồi ba nó chết nó có 14 tuổi rồi. Rồi vậy cũng nuôi cho nó ăn học lên 12, rồi là vợ là con bây giờ này nó có vợ, nó nuôi con chưa gần 60 tuổi. Giờ ngoài đang sống với con trai, con dâu. Đúng rồi, nhà thì nhà của nhà nước cho, nhưng ngoại ở, nhưng mà giờ này con dâu với thằng trai ở chung, là nó không có nuôi ngoại đâu, đây mấy chục năm rồi. Nhưng mà ngoại có trách họ, có trách hay người họ? Ngoại nói ra thì nói những cười như vậy, ngoại buồn trong người thôi, chứ ngoại đâu có vui đâu. Thường lãi thương bà cụ cùng quê, đồng ý cho bà lấy mối với số vốn ít ỏi. Hàng mắm đặc sản của Nha Trang, Phú Yên, Bình Định gói gọn trong gian hàng của bà cụ 86 tuổi. Không ngại nắng gió, mưa sa, bà cụ vẫn cặm cụi, ngồi bên vệ đường với gian hàng mắm của mình. Mỗi khi trời mưa thì tình làng nghĩa xóm mà phụ bà một tay. Bà còn nói mấy người ở đây họ thương lắm, họ mua giúp, họ khen ngon, còn cho chỗ ngồi, còn giúp bà khi nắng khi mưa nữa. Có ai phụ ngoại dọn đồ với ông hay là dọn đồ? Không, có một mình. Thế đâu có thèm gói tới quần đâu. Có một mình ra. Nhưng mà nói sáng ra, cũng tội mấy ông chị ơn. Ông bưng dùm ra rồi, ông ra đen bắn dùm, chiều. Nói sáng ra mà. Nói người ở đây là tốt lắm con. Ở Thái Hòa về, ở cho cơm, ở cho cháu. Hầu thấy bệnh đau mà mua thuốc rồi cháu tốt ở đây làm đẹp. Có những lúc mình cũng chẳng cần con cháu thương, nó có thể hiểu được tình cảm gia đình, lo cho vợ con nó là mừng rồi. Bà tâm sự. Bà ngồi nhìn đường phố xe cộ chạy qua cũng vui qua ngày. Mát không được dưới là mình ra để mình gặp đường xá cho đỡ thì đỡ buồn không? Không đỡ buồn mấy giờ tôi hiểu bà ra để ngồi cho nó đỡ buồn thì bà bán tiếp tục đến cả chứ bà ngồi ở nhà nó cứ chửi nó nhắc lại cho buồn. Hạnh phúc là gì? Có cần đâu xa xôi, chỉ là cầu cho người ta mua mắm của mình, chỉ là xe cộ chạy qua chạy lại nhìn cho vui mắt, hay là cùng những bà lượm ve chai đồng cảnh ngộ với mình, nói chuyện hàng xóm, quan tâm nhau bằng những cử chỉ cho nước, cho đồ ăn mà thôi. Cuộc sống mưu sinh chẳng phải lúc nào cũng chảy đầy hoa hồng. Nhưng có những người yêu đời, dù hoàn cảnh nghèo khó, chẳng bằng ai như chú Long, thì thật đáng mơ ước. Hằng ngày, chú Long rong ruổi trên chiếc xe máy bán cà phê dạo khắp Sài Gòn. Buổi sáng, chú dừng chân ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông khỏe mạnh, rắn chắc, với vẻ hào sảng, khiến chúng tôi không thể tin ông đã gần 80 tuổi. Sáng thì bác ra tới đây là đúng 5:10. Dạ. Đúng 5:10. Đến 5:15. Dạ. Rồi thì bác sửa toàn này cho nó sạch sẽ hết đàng hoàng xong rồi thì là bác tập thể dục. Dạ. Bác chạy bác tập thể dục. Đó. Ai đến thì bác bán. Dạ. Xong rồi tới chiều 4:10 thì bác đi về. Dạ. Cái khâu chuẩn bị buổi sáng đó, nó có nhiều không ạ? Cái khâu chuẩn bị buổi sáng để bán nó có nhiều không? Đơn giản không có gì, tại vì ở đây là đá. Yeah. Cà phê bác pha sẵn, để sẵn đó. Đá, ly có sẵn đây. Yeah. Những cái cà phê này là bác chế biến hay là làm nó như thế nào ạ? Cà phê này là từ ở Buôn Ma Thuột, người ta gửi hột lên. Yeah. Bác ở nhà có một máy xay riêng. Yeah. Đó, thì bác dùng cái máy xay đó, bác xay ra rồi để bác pha. Yeah. Chứ bác không có lấy cà phê xay của người ta xay sẵn ở ngoài. Yeah.
tuổi đã cao, chú Long luôn chú ý đến sức khỏe của mình. Hằng ngày, chú chạy bộ vào mỗi sáng trước khi đi bán. Đúng khoảng chừng 3 giờ đến 3 giờ 5 là bác giật mình cứ dậy. Mặc dù bác có để đồng hồ là 3 giờ 15, nhưng cứ 3 giờ 15, 3 giờ 5 là bác giật mình cứ dậy. 3 giờ 5 bước gì, việc mình thức dậy là nằm đọc báo, đọc rồi xong ra hết, hoàn toàn xong thì bác ngồi thiền. Yeah. Bác ngồi thiền, không biết là con là người Thiên Chúa hay người là người Đạo Phật. Thì bên Phật giáo có một phương pháp ngồi thiền. Dạ, yeah, cái đó con biết. Tốt cho sức khỏe. Dạ. Yeah. Bác cứ đúng đó, ngồi thiền chừng 15 phút hoặc là 25 phút, bữa nào mà sức tốt đó thì ngồi nửa tiếng. Dạ. Yeah. Đó. Ngồi thiền xong ra đây, yeah, chạy bộ, chạy tới chạy lui, cứ từ đây là từ cái bảng này, chạy tới ngã tư đó, chạy đó, chạy tới, rồi chạy lui đây là một vòng, yeah, mỗi ngày bác chạy 15 vòng. Là chứ là bác cứ đeo túi cái thứ xong rồi chạy. Vậy thôi. Chứ bác biểu diễn như con một vòng, bác biểu diễn như con một vòng đó. Đó đó đó. Thì bác biểu diễn chạy với con một vòng. Chạy một vòng ăn thua gì đâu, chạy cầm đây liền. Dạ dạ dạ. Để bác đưa cho con này bác chạy. Dạ. Chạy bộ mà. Những người tích cực như chú Long sẽ luôn truyền cho chúng ta niềm say mê cuộc sống, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng yêu đời và có niềm tin. Và dù đi đến đâu, những người cha hy sinh hết lòng vì con như chú Long cũng sẽ luôn là điểm tựa để các đứa con quay trở về.